Đức Thánh Cha tiếp tục quan tâm đến tình hình ở Liban. Trong buổi tiếp kiến ông Najib Mikati, Thủ tướng Liban, Đức Thánh Cha tiếp tục bày tỏ sự quan tâm đến đất nước đang phải chịu đựng khó khăn về kinh tế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng sự chung sống hòa bình giữa các tín đồ của các tôn giáo ở Liban. Sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, Thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Theo phòng báo chí Tòa Thánh, trong cuộc trò chuyện thân tình tại Phủ Quốc vụ Khanh, Tòa Thánh nhắc lại mối quan tâm đối với tình hình kinh tế xã hội khó khăn mà người dân Liban đang phải đối diện. Tình trạng càng trầm trọng hơn bởi sự bế tắc của thể chế trong lúc chờ đợi cuộc bầu cử tổng thống. Tòa Thánh nhấn mạnh tầm quan trọng sự hiện diện không thể thiếu của các Kitô hữu ở Liban và khắp Trung Đông. Việc chung sống hòa bình giữa các tôn giáo khác nhau phải được củng cố để bảo đảm hòa bình và ổn định trong toàn khu vực. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã tặng Thủ tướng một tác phẩm bằng đồng có tựa đề Tình yêu xã hội, mô tả một em bé đang giúp một người đứng dậy, với hàng chữ tình thương giúp đỡ và một số văn kiện của Đức Thánh Cha. Trên chuyến bay trở về Roma từ Bahrain vào ngày 6 tháng 11, 2022, trả lời câu hỏi của một nhà báo, Đức Thánh Cha nói, đối với tôi, Liban là một nỗi đau, bởi vì Liban không chỉ là một quốc gia, nhưng là một thông điệp. Liban có một ý nghĩa lớn đối với tất cả chúng ta. Liban hiện đang đau khổ. Tôi cầu nguyện cho quốc gia này, và nhân cơ hội này tôi kêu gọi các chính trị gia Liban, hãy để lợi ích cá nhân sang một bên, hãy nhìn vào đất nước và cùng làm việc. Đầu tiên là Thiên Chúa và sau đó là quê hương, rồi đến lợi ích. Nhưng Chúa và quê hương trước tiên. Tại thời điểm này, tôi không muốn nói quý vị hãy cứu Liban, bởi vì chúng ta không phải là một vị cứu tinh. Nhưng hãy hỗ trợ Liban, giúp đỡ quốc gia, để Liban dừng lại trên con đường trượt dốc và lấy lại được sự vĩ đại của mình. Có nhiều người tị nạn chính trị ở Liban, đất nước rất quảng đại, nhưng đang đau khổ. Hãy cầu nguyện cho Liban, quý vị là nhà báo, hãy nhìn vào Liban và nói về đất nước này để nâng cao nhận thức mọi người.